Sáng nay thì trời cũng không nắng lắm nha quý vị, cho nên là quay cảnh đá gà rất là vui nhộn. Nhưng mà cuối cùng đã xong cảnh đá gà rồi. Và khi mình coi lại những cái test quay thì mình thấy là rất là vui, rất là funny. Và mình vẫn cảm giác là mình rất là cuốn bởi cái bài hát và cái bài rap mà anh Hưng làm cho mình. Hôm qua lại là quay cảnh đám cưới, thì là mình cũng ấn tượng cảnh đám cưới. Những cái ly rượu và cảnh rất là đám cưới kiểu miền Tây, nhưng mà cái không khí rất là vui, rất là đặc sắc. Đến tối thì mưa lớn lắm quý vị, mưa cuốn trôi luôn ghe xuồng luôn mà. Cho nên là có một cảnh mà mình phải chèo ghe giữa sông rồi mưa xuống, thì cái cảnh nó cũng cực, bối cảnh khắc nghiệt quá đi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng xong rồi. Và mình nghĩ là cái cảnh mà trong đêm mưa đó thì lên hình sẽ rất là đẹp. À, cái tạo hình của mình thì Minh Dự không có được quyền yêu cầu gì hết. Tất cả là làm theo ý của anh Đàm Vĩnh Hưng. Từ tóc, tai, râu, mặt, mũi, quần áo thì do anh Đàm Vĩnh Hưng quyết định và yêu cầu hết. Thì mình nghĩ là anh Hưng có cái ý đồ của ảnh, và ảnh có cái tưởng tượng trong đầu của ảnh về cái MV của ảnh thế nào thì mình nghe theo hết. Nhân vật của Dự thì đóng vai bạn thân của anh Hưng, thì cũng ăn chơi, cũng phá của, cũng nhậu nhẹt nhảy nhót đủ thứ hết. Thì mình thấy là cái MV của Đàm Vĩnh Hưng rất là thú vị. Ảnh xây dựng mỗi người mỗi khác, và bạn ảnh sao, người nhà ảnh sao, bồ ảnh sao, mẹ ảnh sao, này khác hết, không có ai trùng vai hết. Thì mình đang rất là mong đợi cái sản phẩm mình quay lên phim sẽ như thế nào. Cái phần rap này lúc đầu anh Hưng lúc mà mình chưa có nhận được kịch bản á, cho anh Hưng nói là mình giữ có rap thì mình sợ chết, nào giờ mình không có rap, không biết làm có phá hư sản phẩm của anh Hưng không. Nhưng cuối cùng mà do mình thu âm xong thì mình rất là nôn nóng để mình được rap, tại vì không biết là anh Hưng đặt cái lời rap của ai mà hay quá, dễ thương quá. Mà chẳng những lời rap mà mình ngồi mình mỗi lần mà anh Hưng quay tới cái đoạn mà anh phải lip sync theo cái bài hát á, thì ngồi mình lẩm nhẩm theo hoài luôn. Thì mình nghĩ khi nào còn đám cưới thì cái bài hát của anh Hưng vẫn còn được ưa chuộng. Trời ơi, mình đã có vợ rồi. Cái đó là tên MV của anh Hưng chứ không phải tôi có vợ. Dạ, cảm ơn. Hôm trước á, thì khi mà đi sự kiện ra mắt một cái họp báo phim á, thì em có gặp anh Hưng. Nghe anh Hưng chia sẻ là thích coi những cái clip bé Bảy. Thì lúc đó em cũng rất là vui, bởi vì anh Hưng là một cái người mà em rất là thích từ hồi lúc nhỏ lận đó. Và không ngờ ngày hôm nay thì mình lại có duyên mình được hợp tác với tiền bối của mình, cũng là thần tượng của mình từ hồi nhỏ, cho nên là em rất là vui. Cái nhân vật trong cái MV này thì đâu đó nó cũng có một chút hình ảnh bé Bảy trong đây. Là chắc em nghĩ là do anh Hưng xây dựng một cái nhân vật này là anh Hưng nghĩ tới em liền á. Cho nên là nó cũng có một cái sự liên kết, và nó giống như là cái nhân vật mà em tạo trên mạng. Đó! Trời ơi! Con đang hổ đói đó! Mấy đứa giàu á, chắc biết chia sẻ, biết yêu thương, giúp đỡ người khác vậy chắc. Đây là lần đầu tiên mà em được hợp tác với anh Hưng. Thì nãy em có chia sẻ là tức là em đã nghe nhạc anh Hưng, và em đã thích anh Hưng từ lúc em còn nhỏ. Và có một lần em được nghe live show trực tiếp của anh Hưng á, thì em thấy anh hát liên tục mười mấy bài luôn. Mà hát live nha, cho nên từ đó em rất là thích. Và đây là một cái cơ hội mà em cảm giác giống như là mình may mắn khi mình được tham gia, cho nên là hiện tại đây là cái buổi quay đầu tiên của em, cho nên là tinh thần của em đang rất là thoải mái và kiểu nó thích mà nó vui mà nó lạ lắm. Và sáng giờ là quay tiểu phẩm rồi quay diễn rồi này kia thôi, chứ chưa được có nghe bài hát nữa, cho nên là cũng không biết bài hát nó làm sao. Nhưng mà em nghĩ là bài hát này nó sẽ kiểu mang một cái hư hướng gì đó nó vui và kiểu nó bắt tai, tại vì hiện tại là những cái diễn viên mà có trong MV đều là những cái diễn viên hài hết, cho nên là em nghĩ bài hát này nó sẽ kiểu nó vui, nó thú vị và nó nhộn nhịp. Thật ra thì em cũng không có hát giỏi cho lắm, nhưng mà nếu mà bài hát này mà gọi là nó phù hợp với cái giọng của em và cái hình ảnh của em thì chắc là em sẽ cover thử. Nice. Nhận xét về ngoại Vũ Hà thì đây là lần đầu mà em được làm việc với ngoại. Bé Bảy cũng rất là thích ngoại Vũ Hà luôn. Và từ sáng 5 giờ sáng mà ngồi make up với ngoại là chắc tới 8 giờ, 9 giờ là on set với ngoại, là Bảy với ngoại nói chuyện liên tục không có ngừng luôn mọi người. Tức là cái năng lượng của ngoại, tuy là ngoại lớn tuổi, ngoại kiểu giống như là ngoại già. Nhưng mà cái năng lượng của ngoại nó rất là trẻ, và giống như kiểu thấy cảm giác ngoại không có mệt. Tuy là ngoại từ bên Mỹ mới bay về Việt Nam luôn, nhưng mà kiểu ngoại cũng rất là sung. Và mình thấy là kiểu cái đó là cái mình cần học hỏi ở ngoại. Và ngoại rất là năng lượng và vui vẻ luôn á. Thì sắp tới anh Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị cho ra mắt MV là Trời Ơi Mình Đã Có Vợ Rồi. Mình phải nghĩ đây là một cái MV nó vui nhộn và nó kiểu nó khác lạ với trước giờ những cái sản phẩm mà anh Hưng làm á. Cho nên là phải mong là mọi người sẽ ủng hộ và đón xem MV nha. Chào các
các bạn, mình là Hữu Đằng và mình đang tham gia vào trong dự án MV của anh Đàm Vĩnh Hưng. Và vai diễn của mình là vai bà mối. Nhắc tới bà mối thì mọi người biết ngay đây là sẽ làm người kết nối một cái mối lương duyên. Và MV này nó cũng sẽ là kể về một chuyện tình rất rất là dễ thương giữa anh Đàm Vĩnh Hưng và một nữ dấu chấm hỏi. Coi MV rồi sẽ biết nữ đó là ai nha. Còn tôi cũng là nữ. Ráng tin đi nha. Như này như là nhiều nữ lắm không? Toàn nữ không mà. Toàn nữ rặt không mà, đâu ai giả gái đâu. Ở ngoài đường á, chạy xe ngời ngời nha, đàn ông đâu riêng nha. Bước vô cổng cái là thành nữ hết. Toàn nữ, full nữ. Ngày hôm qua đúng là một cái ngày mà mình được trải nghiệm thực tế cái việc mà đi quay ngoài trời á, có sình nè, có mưa nè, có nắng nè, có thiếu nước nữa nè. Thật sự khi mà mình quay xong á, dính sình nè nha, mà mình vô mình kiếm nước mình rửa chân á, đó là cũng là một vấn đề nữa. Rồi khi mà mình đi qua được cái chỗ quay á, là không phải đi bằng xe, đi thẳng vô đâu, mà mình phải là đi ra qua một cái xuồng, xong mình kéo cái sợi dây đó, mình mới bước qua được bờ bên kia nữa. Mình được trải nghiệm những cái đó mà trước giờ mình cứ được nghe người ta nói nè, tại vì đằng đó giờ thì đằng thường là đi quay game show, quay mấy chương trình hay là sitcom ở trong nhà thôi à, đằng ít đi phim đó. Thành thử ra hôm qua là mình được trải nghiệm một cái thực tế đối với mình, đó là một kỷ niệm rất rất là vui. Có một đoạn nhạc intro nha, một đoạn intro giữa nha, mà nó đi kèm theo một cái động tác mà đằng nghĩ trộm vía, nếu như được nó sẽ trở thành một trend ở trên TikTok. Tại vì cái động tác nó cũng rất là đơn giản, đằng làm được, các bạn cũng sẽ làm được thôi. Tại vì đằng nhảy rất là yếu. Nhưng mà mình thấy là vô cái đoạn đó rất rất là dễ thương. Nó vừa miền Tây mà nó mang âm hưởng của hơi kiểu của Thái Lan á, cái không khí vui tươi của Thái Lan á, nên là mình rất là thích cái giai điệu này. Anh Hưng là quá dễ thương rồi. Thật sự ngay từ đầu khi mà anh Hưng á nhắn tin cho đằng, đằng không có tin thật sự. Anh Hưng trước đó anh Hưng cũng đi coi đằng diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ đó, thì mình xuất diễn ngày hôm đó mình cũng rất rất là vui, bởi vì có sự xuất hiện của anh Hưng nè, của anh Hà nè, mà ngồi ngay hàng đầu vậy đó. Những người anh trong nghề của mình đi coi mình diễn, mình cảm thấy rất rất là vui bữa đó. Nên là mình cố gắng hết mình cho vai diễn ngày hôm đó. Và rất là may mắn khi mà được anh Hưng ấn tượng mình với vai diễn đó. Và anh Hưng muốn mình đem cái hình tượng đó vào trong MV của anh Hưng. Thì mình nói ok, quá đơn giản, coi như đồ, đầu, tóc, tai rồi nội thất bên trong là em có sẵn hết rồi. Thành thử ra anh chỉ cần cho em cái ngày thôi là em lên rồi. Còn anh Hưng á, khi mà có hỏi về chi phí á, mình thật sự mình nói là mình cũng đã mến mộ anh Hưng từ rất lâu rồi. Cho nên là về cái việc mà chi phí này nọ đó là mình nói luôn anh Hưng là cái việc đó không quan trọng, miễn anh em được làm việc chung nhau có kỷ niệm là được rồi. Anh Hưng ở ngoài anh rất rất là dễ thương luôn mọi người ơi. Anh vô anh lo cho mình đủ thứ hết trơn á. Anh take care cho mình là anh sợ mình không được cái này, thiếu cái kia. Cho nên là anh lúc nào cũng kêu người take care cho diễn viên. Và những cái mà ví dụ như mình đi làm bên ngoài nè, phục vụ cho diễn xuất mình, gặp những khó khăn đó, thì đó đương nhiên đó là một cái tính chất của công việc của người diễn viên rồi. Nhưng mà anh Hưng lại nhìn thấy là sợ mình cực vì cái điều đó. Nhưng mà mình đã quá quen rồi, nên là mình cảm thấy rất rất là thoải mái. Mọi người ơi, hãy nhớ đón xem MV Trời Ơi Mình Có Vợ Rồi trên kênh YouTube của anh Đàm Vĩnh Hưng nha mọi người.